Xin chào quý bà con, hôm nay mời bà con xem dòng sản phẩm mới máy băm sơ dừa Takio TK550. Dòng sản phẩm duy nhất tại Việt Nam băm dừa nguyên trái sử dụng điện một pha. Năng suất đạt 500 đến 700 kg trên một giờ làm việc. Máy băm sơ dừa Takio TK550 đây là dòng máy chuyên dụng băm dừa, thành sơ dừa và mùn dừa, công suất lớn, máy phù hợp sử dụng cho các hộ gia đình kinh doanh và các xí nghiệp với công suất đạt 500 kg đến 700 kg nhằm sử dụng cho việc trồng cây, trồng nấm, làm vật liệu đốt, tạo viên nén vân vân do thương hiệu Takio nghiên cứu và sản xuất nhằm mang lại giá trị cốt lõi phục vụ bà con nông dân, phát triển đời sống, nâng cao giá trị lao động. Ưu điểm cấu tạo máy băm sơ dừa Takio TK550 Máy sử dụng nguồn điện một pha gia đình 220V giúp chúng ta có thể dễ dàng sử dụng ở mọi nơi, miệng nạp nghiêng hướng lên, giúp cản lực rơi trực tiếp của dừa vào trục sao băm của máy, đồng thời giúp người dùng thuận tiện hơn trong việc sử dụng. Miệng nạp với đường kính to, giúp máy có thể nghiền rửa nguyên quả mà không cần phải bổ đôi trước khi sử dụng, giúp tiết kiệm thời gian và công sức làm việc nâng cao năng suất lao động.